Sáng 15 tháng 1 năm 2023, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân quận Bình Tân tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này đã đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh, 30 tuổi, bạo hành cháu bé 6 tháng tuổi dẫn đến dập não lên Công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi giết người quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo thông tin điều tra ban đầu, thì bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh, quê ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, tạm trú tại chung cư Lê Thành ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Người này không có việc làm nên tự nhận giữ trẻ tại căn hộ của mình với giá từ 3 đến 4 triệu đồng mỗi tháng đối với một cháu bé. Gia đình cháu bé cũng ở chung cư Lê Thành. Trong vòng một tuần, từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 1 năm 2023, cha ruột của cháu đã mang con đến căn hộ của Võ Thị Mỹ Linh trông giữ. Trong quá trình trông nom và chăm sóc, khoảng 12 giờ ngày 10 tháng 1, vì cháu bé liên tục quấy khóc, đi vệ sinh trong tã và không chịu uống sữa nên bảo mẫu Linh tức giận dùng tay đánh vào vùng đầu của cháu bé. Theo lời khai, bảo mẫu Linh đã đánh cháu bé 2 lần, sau đó cháu khóc nhiều hơn và có biểu hiện tím tái mặt. Đến lúc cháu bé có biểu hiện ngất đi, Võ Thị Mỹ Linh mới thấy hoảng sợ nên gọi điện thoại cho mẹ cháu bé và nói dối là cháu bị té võng. Khoảng 13 giờ 40 phút ngày 10 tháng 1, tức ngày xảy ra vụ việc, ngay sau khi nhận được cuộc gọi, mẹ cháu bé đã đến căn hộ đưa con mình đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Bảo mẫu này còn khai rằng bản thân cũng có một người con hiện nay đã 8 tuổi, từng nuôi con nhỏ nên hiểu rõ vùng đầu của trẻ em 6 tháng tuổi như cháu bé trong vụ việc rất dễ bị tổn thương. Võ Thị Mỹ Linh cũng thừa nhận hành vi dùng lòng bàn tay phải đánh vào vùng sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của cháu bé. Nhưng do bản thân tức giận nhất thời, không kiềm chế được hành động của mình. Bảo mẫu này bày tỏ sự hối hận tại cơ quan công an, mong muốn cháu bé mau chóng phục hồi sức khỏe, đồng thời chấp nhận bồi thường mọi chi phí thiệt hại cho cháu bé và gia đình. Tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh, cha mẹ cháu bé được bác sĩ cho biết cháu bé có dấu hiệu bị đánh dẫn đến thương tích gây nguy hiểm tính mạng. Vì vậy, ngay trong ngày 10 tháng 1, gia đình đã đến Công an phường Tân Tạo tại quận Bình Tân trình báo theo quy định. Công an quận Bình Tân đã phối hợp Trung tâm Pháp y thành phố Hồ Chí Minh tiến hành giám định thương tích của cháu bé. Kết quả giám định sơ bộ thương tích của cháu là 99%, hiện đang hôn mê và tiên lượng xấu. Công an quận Bình Tân đã bắt khẩn cấp bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra theo thẩm quyền. Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức cá nhân. Cơ quan này đề xuất cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho công dân dưới 14 tuổi, nhưng sẽ thực hiện theo nhu cầu chứ không bắt buộc. Dự thảo bổ sung một số quy định về trình tự, thủ tục cấp căn cước công dân, theo hướng quy định tách riêng nhóm công dân dưới 14 tuổi và nhóm công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, trình tự thủ tục cấp cơ bản không thay đổi. Với công dân dưới 14 tuổi, đáng chú ý là công dân là trẻ em dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì thực hiện cấp thẻ căn cước công dân đồng thời khi đăng ký khai sinh. Trường hợp công dân là trẻ em đã đăng ký khai sinh thì cha mẹ hoặc người giám hộ đến cơ quan quản lý căn cước và thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ em. Riêng trẻ dưới 6 tuổi thì không thu nhận thông tin sinh trắc học. Trường hợp công dân là trẻ em đủ 6 tuổi trở lên thì cha mẹ hoặc người giám hộ phải đưa trẻ em đó đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận ảnh khuôn mặt khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân. Cũng theo dự thảo, Bộ Công an đề xuất cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam để đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của họ và phục vụ công tác quản lý nhà nước, phát huy giá trị, tiện ích của thẻ căn cước công dân trong hoạt động của chính phủ số, xã hội số. Về giá trị của thẻ căn cước công dân, dự thảo nêu rõ, thẻ căn cước công dân có giá trị sử dụng để cung cấp thông tin về công dân và tương đương việc xuất trình các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp, có thông tin đã được in hoặc tích hợp trong thẻ căn cước công dân để giúp giảm giấy tờ cho công dân, tạo thuận lợi cho công dân trong thực hiện giao dịch dân sự, thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính. Các thông tin có thể được tích hợp như thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác thuộc lĩnh vực quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ. Ngoài ra, dự thảo còn quy định chuyển tiếp theo hướng chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng vẫn có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật. Cơ quan quản lý nhà nước không được quy định các thủ tục về đính chính, thay đổi thông tin liên quan đến chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân trong các giấy tờ vừa nêu.
Theo thông tin từ Bộ Công an, tính đến cuối tháng 12 năm 2022, toàn quốc đã phê duyệt hơn 17 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân, cấp hơn 76,5 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip. Thẻ căn cước công dân cùng với tài khoản định danh điện tử đã mang lại nhiều tiện ích, giảm nhiều loại giấy tờ cho người dân, tạo nền tảng để triển khai các tiện ích về dịch vụ công và phát triển kinh tế xã hội.